Xin chào các bạn nhỏ, ngày hôm nay Ruby TV sẽ cùng với các em khám phá thế giới động vật qua trò chơi ghép hình các bé nhé. Chim sẻ. Hươu cao cổ. Thiên Nga. Cú tuyết. Con sóc. Gấu trúc đỏ. Con bướm. Cá vàng. Con nhím.
xấu. Con ếch. Cá chọi. Sư tử biển. Các bé thân mến, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau chơi trò chơi ghép hình các con vật rất là vui rồi đúng không nào? Hẹn gặp lại các bé ở các video sau cùng Ruby TV nhé! Tạm biệt! Học cùng Ruby TV!